Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay lại kênh của em Thí, kênh Nhà Đất NVT. Lời đầu tiên em Thí xin mến chúc quý cô chú anh chị trong và ngoài nước một lời chúc sức khỏe và ngày càng thành công hơn trong cuộc sống nhé. Video hôm nay là sẽ review về tổng quan siêu dự án Vega City. Và đặc biệt là nhà thiết kế của Thái Công sẽ review về cái siêu dinh thự 15 triệu đô. Dạ vâng, xin mời quý cô chú anh chị cùng xem qua video ạ. Các bạn muốn biết một dinh thự ở Việt Nam 10 triệu đô la ở bên trong nó ra sao? Thái Công rất là ấn tượng bước vô cái phòng này, nhìn ra cái cảnh này, oh my god, quá đẹp, wow. Trong một cái phối cảnh đẹp như vậy mới gọi là luxury. Hello, welcome to Vega City Nha Trang. Thái Công chào các bạn. Hôm nay Thái Công đang ở Gran Meliá Nha Trang và đây là một cái sản phẩm của KDI Holdings Group. Đây là dinh thự đất đỏ bậc nhất tại Việt Nam với mức giá từ 3 triệu đến 15 triệu đô la cho một villa. Hôm nay Thái Công dẫn các bạn xem một biệt thự giá trị 10 triệu đô la. Và cái biệt thự này có tên là The Coral với diện tích 1.200 m², sát biển. Các bạn muốn biết một dinh thự ở Việt Nam 10 triệu đô la ở bên trong nó ra sao? Theo Thái Công. Hello, chào em. Như một cái cửa thần tự mở ra không, cái đó là cô này tên là Red Lady. Red Lady là gì? Chút xíu Thái Công sẽ giới thiệu các bạn. Đầu tiên mình bước vô một cái dinh thự này, tưởng tượng mình bước vô một cái phòng khách liền lập tức phải không? Không phải, bước vô cái dinh thự này, bước vô một cái sảnh vườn và lúc đây mình không biết mình đang ở trong hay mình đang ở ngoài mà nó rất là thoáng và Thái Công nhìn thẳng ra bãi biển Nha Trang thật kỳ đẹp. Và bắt đầu mình vô đây, mình sẽ vô phòng khách, phòng ăn, phòng thư giãn, phòng gì? Các bạn theo Thái Công. Cảm ơn em. Thái Công rất là ấn tượng bước vô cái phòng này, nhìn ra cái cảnh này, oh my god, quá đẹp. Wow, cái trần này chiều cao tới 8 m và cái phòng này 80 m² để dành cho khu vực ăn và khu vực phòng khách. Bởi thấy nó rất là thoáng và một cái đèn chùm hạ xuống rất là to. Cái phong cách này thiết kế phong cách rất là nhẹ nhàng, modern và đặc biệt cửa sổ rất là cao để nhìn ra bãi biển ở Nha Trang, cực kỳ tuyệt vời. Cái ngôi nhà này được đặt tên là Coral. Coral có nghĩa là san hô. Về tất cả màu sắc ở trong đây, màu cream, màu trắng ngà. Thưởng thức một ly champagne không phải trong một cái ly đẹp không, mà còn trong một cái phối cảnh đẹp như vậy mới gọi là luxury. Các bạn biết một không gian sang trọng thì nội thất phải rất là quý giá. Giống như Thái Công đưa ra một cái tiêu chí, mỗi cái sản phẩm nội thất phải đạt được 300%, 100% cho vật liệu, 100% cho gia công và thứ ba dĩ nhiên là thiết kế. Thì đây là một cái dự án, một cái resort đầu tiên ở Việt Nam. Thái Công thấy người ta dùng tất cả những sản phẩm nội thất nhập từ bên Âu Châu về. Cũng như ghế sofa này là thuộc về super luxury, bởi vì những cái vải ở đây rất là mềm mại và gia công cái ghế sofa này rất là tuyệt vời và vật liệu không có gì để chê. Cái bàn này nhìn giống như là Thái Công đang chuẩn bị một cái buổi tiệc cho 8 người, rất là thân thiện. Thái Công cũng đã nói không gian sang trọng thì bắt đầu từ nội thất quý giá. Cũng như cái bàn này làm bằng gỗ xoài và một cái miếng gỗ rất là to. Đây là bộ bàn ăn Toulouse Dining Table và ghế ăn Aston Dining Chairs mang thương hiệu Minotti tới từ Italy. Một chiếc bàn có kích thước ấn tượng và thiết kế tinh tế vốn có, nhờ sự kết hợp khéo léo giữa các vật liệu tinh xảo như kim loại, gỗ sồi tự nhiên. Mặt bàn là gỗ nguyên khối tấm dày 55mm, đế bằng đồng. Một chiếc ghế bao bọc bàn một cách hoàn hảo, để bạn trải nghiệm sự sang trọng và thoải mái sẵn có của nó. Phần đệm là màng bọt polyurethane chống cháy và thêm miếng đệm memory foam có mật độ biến thiên nhạy cảm với nhiệt ở phần tựa lưng, bổ sung lớp lót sợi tự liên kết với vải bông trắng. Phần chân làm từ gỗ tần bì, bề mặt gỗ bóng, bảo vệ bằng công nghệ hydro, cao su mềm chống xước. Nội thất trong phòng master living room này đều nhập khẩu trực tiếp từ Minotti đến từ Italy. Đây là bộ sofa Minotti dòng Hamilton biểu tượng với đệm lông ngỗng. Ghế bành thuộc bộ sưu tập năm 2020 bestseller của hãng, giá trị cao. Lưng ghế bọc da chắc chắn, khung kim loại đan lép polyurethane chắc chắn, chân ghế tay ghế bằng gỗ handmade, thiết kế đắt giá collection mùa này. Trong những năm qua, dòng sản phẩm Hamilton đã trở thành biểu tượng của Minotti, một sản phẩm được quan tâm đến thẩm mỹ và chức năng trong lối sống đương đại, phù hợp với các khu vực sinh hoạt được đầu tư với nhiều chức năng như thư giãn, làm việc, giải trí và trò chuyện. Minotti chú ý tới từng chất liệu trong các thiết kế của mình. Khi bước vô một cái phòng master bedroom thì bước vô một cái sảnh nhỏ. Ở đây có một cái bàn để làm make up và bên đây là một cái tủ work in closet. Thì những mấy cái chỗ này nó rất là quan trọng trong một cái không gian. Nó không phải chỉ đẹp mà nó còn phải tiện nghi nữa. Theo Thái Công, một phòng ngủ thật là sung sướng. Mình nằm trên giường, mình nhìn ra bãi biển, mình thức dậy mình thấy mặt trời mọc lên. Bởi vậy trong cái dinh thự này, phòng nào cũng có ban công và phòng nào cũng dòm ra bãi biển được hết. Tuyệt vời. Các bạn biết, theo Thái Công, một phòng ngủ sang trọng và tiện nghi thì dĩ nhiên không được thiếu cái en suite. En suite có nghĩa là một cái phòng tắm nó liền kề với phòng ngủ luôn. Thức dậy, bước vô phòng tắm luôn. Các bạn biết, Thái Công cũng đã từng nói nhà tắm nói lên rất là nhiều về ngôi nhà đẳng cấp sang trọng. Phòng tắm này với diện tích 30m2 thật sự rất là đẳng cấp. Nhưng mà còn sang trọng hơn nữa là cái cảnh dòm ra ngoài, vừa nằm trong bồn tắm và nhìn ra biển của Nha Trang. Wow! Phòng ngủ master với diện tích 80m2 và mỗi phòng có một cái terrace rất là bự. Và mỗi buổi sáng thức dậy uống một cái tách cà phê và dòm ra một cái phối cảnh như vậy, thật sự không có gì tuyệt vời hơn nữa. Hồ bơi này chiều dài nó bự bằng như cái biệt thự. Và đây là một cái infinity pool, có nghĩa là khi nằm đây phơi nắng thì mình thấy nước hồ bơi và nước biển nó sẽ kết nối với nhau. Bể bơi này được dùng gạch tráng men mosaic 7 màu. Khu biệt thự này có một cái bàn ăn ở ngoài trời rất là lý tưởng. Ăn ở đây dòm mặt trời lặn và đặc biệt nó sát bãi biển luôn. Thái Công đứng đây cảm giác giống như là mình rờ bãi biển được luôn vậy đó. Nó cảm giác mình đang ở trên một cái đảo. Bởi vậy biết bao nhiêu tỷ phú trên toàn thế giới muốn sở hữu một cái biệt thự như thế này. Gran Meliá tạo ra một dịch vụ gọi là Red Lady. Bởi vậy, khu dịch vụ mặc áo đỏ cũng gọi là Red Lady. Đặc biệt, người chủ ở trong dinh thự này được phục vụ rất là chu đáo. Thái Công thấy còn được bố trí thêm phòng quản gia và khu vực bếp kín. Red Lady phục vụ rất là tận tình mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi cho chủ ở trong dinh thự này. Signature Limited Edition. Chủ nhân Signature dòng Limited Edition còn được 4 đặc quyền trong 2 năm để tận hưởng cuộc sống chất và đáng sống. Du lịch thượng hạng, bơi cùng cá đuối ở Hawaii, trượt tuyết ở Wakada, New Zealand, tham dự Gatsby Show, Liên hoan phim Cannes 2023, World Cup Qatar 2022, yến tiệc tại gia cho 6 người, khám sức khỏe ở Singapore, trợ lý toàn năng 24/7 toàn cầu. Các bạn biết, theo Thái Công, phòng ngủ nó nói lên rất là nhiều sự đẳng cấp sang trọng của ngôi nhà. Cũng như cái diện tích cái phòng này tới 80 m², cực kỳ lớn. Và đặc biệt nữa là bước vô không phải bước vô trực tiếp chỗ cái giường mà bước vô một cái phòng thư giãn, có thể là gọi là phòng đệm. Đây là một cái sự rất là sang trọng cho một cái phòng ngủ. Cái ngôi nhà này nó giống như là một cái luxury second home cho chủ nhà vậy. Cũng như cái phòng này rất là to, có thể biến thành một cái phòng spa hay là một cái phòng xem phim cũng được. Bởi Thái Công cũng hay nói là cho tôi xem phòng ngủ của bạn, tôi nói ngôi nhà của bạn ra sao. Thái Công đang có mặt một cái dinh thự khác với diện tích 500 m². Dinh thự này tên là The Nature, đằng sau lưng Thái Công là núi Cô Tiên và nhìn ra một cái phong cảnh ôm trọn hoàng hôn tự nhiên. Tiện ích của Gran Meliá Nha Trang từ giá trị trường tồn với thời gian như nội thất kiến trúc là di sản của cả đời người. Với những dịch vụ hàng đầu được Tony đóng giày hoàn hảo cho từng chủ nhân. Không chỉ có vậy, nơi đây còn tọa lạc tại vị trí sát biển gần trung tâm duy nhất còn sót lại tại Nha Trang. Đồng thời, có rặng san hô quý hiếm trên toàn thế giới. Sở hữu được Villa Gran Meliá Nha Trang như sở hữu cả thiên nhiên cho riêng mình. Giá trị của một bất động sản không chỉ nằm ở thiết kế đẹp, bề thế, mà còn nằm ở dịch vụ xa xỉ mà chủ đầu tư mang lại cho khách hàng. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm thêm các dịch vụ tiện ích khác như nhà hát nghệ thuật đương đại với sức chứa hơn 1.000 khán giả, quy tụ những show diễn nghệ thuật quy mô lớn do Vega Entertainment sản xuất, công viên vạn sang đảo độc nhất vô nhì, du thuyền đẳng cấp Vega Yacht, hồ khoáng nóng nhân tạo 4.000 m², spa hang đá, chuỗi nhà hàng cao cấp 5 sao Hispania Nha Trang được dẫn dắt bởi đầu bếp Michelin đầu tiên tại Nha Trang. Vega City Nha Trang, quần thể bất động sản phức hợp nghệ thuật, nghỉ dưỡng, giải trí ven biển, nơi đất tiên Vịnh Ngọc đã xuất sắc được vinh danh với 4 hạng mục tại giải thưởng International Property Awards 2022. Nơi đây còn tọa lạc tại vị trí sát biển gần trung tâm duy nhất còn sót lại tại Nha Trang. Đồng thời có rạn san hô quý hiếm trên toàn thế giới. Giá trị của một bất động sản không chỉ nằm ở thiết kế đẹp, bề thế mà còn nằm ở dịch vụ xa xỉ mà chủ đầu tư mang lại cho khách hàng. Concept khác biệt của Gran Meliá Nha Trang, second home, bà đảo siêu tỷ phú, đánh thức nhu cầu của giới siêu giàu, thậm chí họ còn nhận thức mơ hồ nhưng chắc chắn khao khát được thỏa mãn. Gran Meliá Nha Trang là in and treat của giới thân lưu Việt Nam.